Con con nè. Cái gì vậy chú? Con tự đoán ra được cái gì sao? Lại gà nữa đúng không? Sai, lần này không phải là gà. Chú lại gì? Ủa? Chú nhớ là con rất là thông minh mà. Tại sao con không đoán không được? Ngoài gà ra con đâu có nghĩ ra cái gì nữa đâu. Cho đoán là một lần nữa. Không nghĩ ra thiệt á. Mở ra coi đi. Trời ơi, tưởng gì? Thì ra là bánh. Mà quan trọng bánh này là bánh con thích đúng không? Vậy có cần đến trí tuệ hay không? Bánh thì liên quan tới trí tuệ. Giờ con đoán không ra đó. Chú này, bây giờ biết chọc con. Thấy con vui, chú cũng vui theo. Thật ra chú biết con buồn là gì mọi người. Cứ nói ra nói vô. Kể từ bây giờ trở đi, ai mà nói gì con, chết đi chú. Thôi chú, chú không cần bảo vệ con vậy đâu. Chú càng làm con càng thấy ngợp hơn. Mấy người ở công ty muốn nói gì kệ họ, họ nói riết học cũng chán à. Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên đi. Cho chú đó. Này của con.